Chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. 10 lần David De Gea thể hiện đẳng cấp vượt trội. Mới đây, thủ thành David De Gea đã bày tỏ nguyện vọng muốn gắn bó tương lai với Manchester United thêm nhiều năm nữa. Chuyển đến từ Atletico Madrid vào hè 2011, David De Gea đã có 10 năm thăng trầm cùng đội chủ sân Old Trafford. Bất chấp những lời chèo kéo của Real Madrid, PSG, thủ môn người Tây Ban Nha mới đây đã khẳng định tương lai của mình. Cùng điểm lại 10 lần David De Gea thể hiện đẳng cấp vượt trội nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. David De Gea sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha. Thủ môn sinh năm 1990 bắt đầu sự nghiệp cầu thủ trẻ ở Atletico Madrid và chính thức ra mắt ở đội 1 vào năm 2009. Chỉ 3 năm tỏa sáng trong màu áo của đội chủ sân khi đó là Vincent Calderon, De Gea được MU chiêu mộ với con số cao nhất cho một thủ môn của bóng đá Anh khi đó là 17,8 triệu bảng. Và kể từ đó đến nay, De Gea thăng tiến trông thấy và dần trở thành thủ môn hàng đầu thế giới, cũng như là người gác đền đáng tin cậy nơi khung gỗ của đội chủ sân Old Trafford. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại 10 lần David De Gea thể hiện đẳng cấp vượt trội khiến tất cả phải ngã mũ thán phục. Tây Ban Nha chạm trán Ukraine ở lượt trận cuối cùng tại bảng C vòng loại Euro 2016 trên sân Kiev. Chiến thắng 1-0 của La Roja mang đậm dấu ấn của De Gea khi người nhện đã xuất sắc bảo toàn điểm cho đội tuyển Tây Ban Nha trong một ngày Ukraine đã chơi lấn lướt và thường xuyên uy hiếp khung thành của cầu thủ sinh năm 1990. Nổi bật trong đó là các pha bóng mà De Gea đã ngăn chặn thành công tiền đạo Kravets trong tình huống đối mặt ở phút 14 và pha đệm bóng ở phút 46, rồi cả cú bắt vô lê của đội trưởng Rotan bên phía đội chủ nhà chỉ ít phút sau đó cũng bị De Gea từ chối. Trong một trận Tây Ban Nha đối đầu với tuyển Ý ngày 24 tháng 3 năm 2016, các cầu thủ áo xanh chơi hay đến cỡ nào thì vẫn phải chịu khuất phục trước sự xuất sắc của người nhện bên phía La Roja. Khi hàng loạt pha dứt điểm từ bấm bóng, sút xa, sút chéo góc, cửa lòng hay vô lê đều không đánh bại được De Gea. Cùng với đó là khả năng ra vào hợp lý để ngăn chặn những đường căng ngang cũng như trêu bổng nguy hiểm mà đoàn quân Thiên Thanh tạo ra. Ngày 10 tháng 3 năm 2016, MU có cuộc so tài với Liverpool ở trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Europa League trên sân Anfield. Cả hai đều tập trung vào chức vô địch C2 để giành quyền chơi C1 mùa sau. Được chơi trên sân nhà, Lữ Đoàn Đỏ nhập cuộc chủ động và tạo ra vô vàn sóng gió lên khung thành của MU. Mặc dù cuối cùng để thua 2-0 trước Liverpool, nhưng nếu không có sự xuất sắc của De Gea cứu thua trước những pha dứt điểm của Coutinho, Sturridge, Clyde thì có lẽ Quỷ Đỏ đã sớm vỡ trận trong cuộc thư hùng này. MU và Southampton đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với bữa tiệc thịnh soạn 5 bàn thắng trong cuộc đối đầu ngày 20 tháng 9 năm 2015 trong chiến thắng 3-2 của Quỷ Đỏ trước Zersen. Ngoài màn trình diễn chói sáng của Martial trên hàng công với một cú đúp nơi khung gỗ, Quỷ Đỏ chứng kiến sự xuất sắc của tôn ngộ không David De Gea với 3 pha cản phá xuất thần trước một tình huống đánh đầu, một cú nã đại bác và một pha đệm bóng cận thành 10-10 của các cầu thủ Southampton để giữ lại 3 điểm cho MU. MU có trận chia điểm đầy may mắn với tỷ số 1-1 trong chuyến làm khách đầy bão táp trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ EPL ngày 7 tháng 2 năm 2016. Người hùng của Quỷ Đỏ không ai khác chính là David De Gea. Trước sức ép kinh khủng của các cầu thủ Chelsea hòng tìm trận thắng trên sân nhà, sự buông xuôi của hàng thủ MU đã được De Gea cứu vãn bằng liên tiếp những pha cứu thua.
đặc biệt nhất là pha bay người đấm bóng từ chối cú volley sấm sét của Ivanovic ghi bàn cho The Blues. Sevilla tiếp đón MU trên sân nhà ở vòng 1/16 Champions League 2017-2018. Bằng một sự chuẩn bị chu đáo, các cầu thủ Los Blaugranas đã tung ra đến 25 cú dứt điểm vào khung thành quỷ đỏ. Thế nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, De Gea đã nói không với mọi nỗ lực của các cầu thủ Sevilla để mang về một trận hòa và tạo lợi thế cho MU ở lượt về. MU giành chiến thắng 1-0 trước Man City trong cuộc derby thành Manchester trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt về bán kết cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2019-2020. Mặc dù không thể giúp Quỷ đỏ tiến vào trận chung kết bởi lượt đi đã để thua 1-3, nhưng màn thể hiện của De Gea lại một lần nữa khẳng định vị thế của anh ở nơi khung gỗ của đội chủ sân Old Trafford bằng những pha cản phá thần sầu và ra vào hợp lý của mình. Trận thắng 2-1 của MU trước Everton ngày 5 tháng 10 năm 2014 mang dấu ấn của Di Maria khi anh đóng góp một bàn và một kiến tạo cho Quỷ đỏ. Nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận rằng De Gea mới là người hùng của MU trận đấu ấy. Huấn luyện viên Van Gaal cũng dành những lời có cánh cho cậu học trò. Khi cản phá được một quả penalty và sau đó thực hiện 3 tình huống cứu thua 10-10, đó chỉ có thể là cầu thủ lớn. Chiến lược gia Roberto Martinez bên phía Everton cũng đồng tình khi cho rằng De Gea đã có những tình huống cứu thua đẳng cấp thế giới. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out. Huấn luyện viên Mourinho đã nhận trái đắng trong ngày trở lại mái nhà xưa Old Trafford khi MU giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước Tottenham của người đặc biệt. De Gea thì lại một lần nữa khẳng định anh là một trong những thủ thành hay nhất thế giới khi cản phá thành công cả chục cơ hội 10-10 của gà trống để một lần nữa mang quả ngọt về cho Quỷ đỏ. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. Ngày 3 tháng 12 năm 2017, Quỷ đỏ đánh bại các pháo thủ Arsenal với tỷ số 3-1. Nhưng nếu trong khung gỗ MU hôm ấy không phải là De Gea thì không chắc kết quả sẽ là như vậy.
khi người nhện đã liên tiếp cản phá thành công những pha dứt điểm nguy hiểm của Bellerin, Sanchez, Iwobi, Ozil và đặc biệt là Lacazette để giữ trọn vẹn thắng lợi của đội chủ sân Old Trafford. Pha bóng cứu thua nào của De Gea để lại ấn tượng trong bạn nhiều nhất? Đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi ở phần bình luận. Và cũng đừng quên ấn like và subscribe kênh để đón xem những video hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!